Xin chào quý vị và các bạn, thì cũng khá là lâu rồi tôi không đánh giá thị trường. Hôm nay quay lại để cùng các bạn để xem xét thị trường phiên hôm nay. Thì chúng ta thấy này, sau một loạt các cái phiên giao dịch với giá trị giao dịch thấp xuống khoảng 13 14 nghìn tỷ đấy, thì hôm nay này có một cái phiên gần như là một phiên bùng nổ đấy. Hôm nay giá trị giao dịch là lên khoảng 16.500 tỷ, hơn 16.500 tỷ. Và thị trường tăng 35,5 điểm, 0,5 điểm, tương với 2,84%. Thì mấy hôm nay đấy có rất nhiều bạn nhắn tin hỏi, thì cơ bản thì tôi nói là cái đoạn này này về đường MA nhé, thì thị trường vẫn chưa rõ là đáy đâu. Cái đường MA200 này nó vẫn đang nằm dưới này, nó chưa lộn lên trên đâu. Tuy nhiên đấy, chỗ này có thể nó sẽ là cái đáy ngắn hạn đấy, cái đáy sóng A đấy mà tôi nói ở đây này. Ở đây thì không đúng đâu nhé, thì có thể là ở đây đấy, ở đây thì nó sẽ lên đâu đó tầm, hy vọng nó lên cao, thì sau đó nó sẽ dập xuống một phát nữa và nó sẽ đi lên. Thì đấy là hy vọng là nó như thế. Còn nếu mà nó đi lên luôn thì càng tốt. Lý do là đoạn này thì có một loạt các cái thông tin hỗ trợ đấy. Thứ nhất là chuẩn bị giải ngân cái gói hơn 300.000 tỷ đấy. Thứ hai lại có cái gói giải ngân ở đâu tin tức này. Tôi không nhớ tôi đọc ở chỗ nào, thì có cái gói giải ngân chuẩn bị Quốc hội thông qua cái gói giải ngân. Đây có thể là trang thông tin này. Thực ra cũng không quan trọng lắm. Đấy thì có cái gói giải ngân đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy là lãi suất tiền gửi là giảm xuống liên ngân hàng ấy, giảm qua đêm ấy là giảm xuống 1%. Đấy, đấy là những cái thông tin tích cực, có nghĩa là ở Việt Nam ấy thì nó vẫn đang có các cái chính sách hỗ trợ từ phía chính phủ, từ phía nhà nước, từ phía ngân hàng nhà nước. Đấy, đấy là những cái thứ mà chúng ta cần để ý tới. Và giai đoạn này này, về về cơ bản thì cũng không nên full cổ phiếu. Tôi giai đoạn này thì tôi có nhiều cổ phiếu hơn thôi, mua nhiều cổ phiếu hơn cái giai đoạn ở trên này, nhưng mà không full, vẫn chưa full, vẫn đang còn ít tiền. Nó chưa, có thể là sẽ giải ngân nốt hoặc là chờ đợi, tôi cũng chưa 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 có ý định full đấy. Thì chúng ta sẽ quan sát. Tuy nhiên đấy là rất nhiều cổ phiếu đấy, rất nhiều cổ phiếu mà tôi nói các bạn mua ở những cái phiên này đấy, thì bây giờ đã lãi cỡ khoảng 10%, có cổ phiếu 20%, đấy, có những cổ phiếu đã tăng 20%. Và nó có thể quay lại, nó test lại cái đáy đáy dưới này này, hoặc có thể nó không quay lại, nó đi thẳng luôn. Đấy, đấy là những cái và chúng ta sẽ không đoán được là ở đây nó sẽ ở đây này, thì nó đang đi lên rồi, nó đang đi lên, nó đi lên được cỡ khoảng sao 10% rồi, thì có nhiều khả năng chỗ này nó sẽ là đáy rồi đấy, nhiều khả năng nó là đáy 10%, hơn 10% đấy, 10% nhé. Đấy thì nhiều khả năng cái phiên hôm nay cũng là một cái phiên bùng nổ kích thích ở cái giai đoạn buổi chiều đấy. Và nếu mà xem cái giao dịch phái sinh ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái giai đoạn này cái giá trị giao dịch phái sinh nó cũng đang giảm xuống rồi. Cái phiên hôm qua thì tự nhiên nó tăng lên, nhưng phiên hôm nay nó lại giảm đi xuống rất nhiều. Sáng nay có rất nhiều cái lệnh short phái sinh rất là to, thì hôm nay đội short là ăn ăn bô rồi. Đội short hôm nay mất nhiều tiền đấy. Đây này, cái lệnh này các bạn nhìn nhé. Cái lệnh này thì không nói nhé, cái lệnh này lệnh đây, lệnh short này rất to nhé. Cái giá trị của cái lệnh short này nó khoảng 10 mấy tỷ đấy. Đấy, 13, 12, 13 tỷ đấy, đấy lệnh short rất to nhé. Đấy, cái lệnh short sáng nay.
Và ăn bô rồi, và ăn bô rồi, đội đội đi ăn bô rồi. Ngày mai thì chúng ta cũng sẽ không đoán được là nó sẽ tăng hay giảm. Tuy nhiên đấy là như tôi nói đấy, dòng tiền vào ngoài các cái cổ phiếu riêng lẻ, ví dụ như nhóm nhóm đạm tăng mạnh, nhóm nhóm phân đạm đấy, DCM này tăng cũng phải cỡ khoảng nhiều rồi đấy, từ đáy này lên đấy 50%, 50% nhá. DPM DPM cũng được 30 40% rồi. Đấy các bạn hình dung thế nhá. Giảm 40% và nó tăng lên cái nhóm này thì nó tăng tăng mạnh đấy. Hai 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 cái mã này đều tăng mạnh. Sau cái thằng này nó giảm bao nhiêu? Thằng này cũng thế, giảm 50% nhé. Giảm 50% đấy. Và nhiều khả năng là thị trường nó đang đáy rồi. Tuy nhiên đấy, cái thằng Hòa Phát này này thì hôm nay cũng bị bán rất là mạnh đấy. Bán mạnh đấy, bán dập dập xuống rất là mạnh đấy. Xong đến cuối phiên thì nó lật ngược lại. Lật ngược lại nhá. Và bây giờ là nó đang có cái giá khoảng 34 33 rồi. Tất nhiên thằng Hòa Phát này thì các bạn phải đánh giá sâu vào trong nhá. Bởi vì sao? Bởi vì cái giai đoạn này này nó tăng quá mạnh ở đây, nó giảm mạnh như thế nhưng không ăn thua gì cho cái giai đoạn nó tăng, nó đã được, nó chưa giảm 50% từ đỉnh đâu. Đấy các bạn hình dung đấy nhá. Chưa chưa giảm 50% từ đỉnh đâu, nó tăng này rất là mạnh. Nó phải giảm xuống cái giá cỡ khoảng 25 gì đấy thì mới giảm được 50% từ đỉnh. Đấy. Và giai đoạn này thì rất rất khó đoán, rất khó đoán nhé, rất khó đoán. Tuy nhiên đấy là những cổ phiếu các bạn đã mua rồi thì nên giữ, cứ giữ nhé, không không nên bán. Vinamilk này, Vinamilk hôm nay cũng bật tăng mạnh nhé. VIC này, VIC thì vẫn giữ thế thôi. VHM đấy. Đấy, hôm nay thì tôi bổ sung thêm một số các cái thông tin nữa, ví dụ như là có cái 3 năm này, 5 năm này, 10 năm này và toàn toàn thời gian đấy, toàn thời gian từ cái lúc thành lập thị trường chứng khoán cho đến bây giờ. Đấy. Đấy là những thông tin về cái giá cao nhất và giá thấp nhất. Bởi vì có nhiều người là muốn muốn biết cái thông tin nó xa hơn một tí. Ví dụ như con HPG nha, thì chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là đấy, cái giá này là giá đã có điều chỉnh rồi nhá, đã điều chỉnh rồi. Đấy. Đấy, có nghĩa là toàn thời gian của nó là nó có cái giá từ 0.99. Đấy. 10 năm thì có giá thấp nhất là 1.02. Đấy, còn 3 năm thì 9.17, còn 5 năm là 8.51. Đấy, còn giá cao nhất này. Giá cao nhất của nó là đang 58.4 nhá. 58.4 là cái giá giai đoạn vừa rồi đấy, là đỉnh của thị trường. À, là đỉnh của cổ phiếu rồi nhá. Còn ở cái giá hiện tại này so với cái giá này thì đang còn xa lắm. Đấy. Tất nhiên là nó sẽ không bao giờ nó về được cái giá này đâu, nên là cũng đừng có mơ tưởng nó về cái giá này. Đấy. Thường nó có thể về cái giá khoảng một năm hoặc là 2 năm đúng không? Đấy, kiểu kiểu thế. Tuy nhiên đấy là chúng ta phải đợi cái quý 2 xem tình hình thế nào. Với quý 2 chủ tịch Hòa Phát nói là nó sẽ rất là tệ, thì hy vọng là nó sẽ không tệ như chủ tịch nói nhá. Đấy, đấy là những cái thứ mà chúng ta lưu ý. Đấy, thì cổ phiếu Hòa Phát là đang bị sau sau cái phát ngôn của chủ tịch thì nó đang lao dốc và chúng ta tính từ cái phát ngôn là từ đâu đó đoạn chỗ này hay sao, đoạn chỗ này hay đoạn chỗ này. Đấy, xem nó sẽ lao dốc bao nhiêu phần trăm nhá. Và hôm nay thì tôi lại chạy chạy chương trình để chúng ta xem dòng tiền nhé. Thì dòng tiền cơ bản nó vẫn vào những cái cổ phiếu mà tôi vừa nhắc đấy thôi. Đấy, vẫn là mấy cái dòng đúng không? Dòng ngân hàng tôi nghĩ là các bạn nên quan tâm. Dòng bất động sản có lẽ là cũng nên quan tâm. Và giai đoạn này ấy, giai đoạn này nếu như nó xác định là đáy ấy, là hầu như là các bạn mua cổ phiếu nào thì cũng tốt thôi. Tuy nhiên đừng có nhảy nhót nhé.
HPG dòng tiền mạnh nhất là 1.357 tỷ, đấy là một con giá trị rất là lớn. RSI của nó đã xuống rất thấp rồi nhé. Còn HPG này nó cũng tạo đỉnh luôn. Tiếp theo là NSI. NSI thì đây nó đang xác định đáy chỗ này. STB, DIG, PVS, PVB, FPT, GX. Còn GX hôm nay tím nhá. GX hôm nay là sau cái thông tin chủ tịch GX đã mua 10 triệu cổ phiếu đấy. Hôm nay tím. Đất xanh. Rồi con sale hôm nay cũng tím này. DPM, MBB, NKG, DCM, BSR, VVD, Techcombank, VIC, VND, rồi con Novaland. Novaland thực ra giai đoạn vừa rồi nó cũng không giảm mấy, đúng không? DGC. DGC thì đang sắp vượt đỉnh cũ rồi. SHS, BCG, MWG, HSG. HSG thì có vẻ tạo đáy chỗ này nhưng mà nó cũng chưa rõ ràng rồi. VHC, rồi VHM, GMD, đấy. VNG, SHB. SHB nó tỏ vẻ đáy ở đây. POW, HAH, Vinamilk, IDC, CII, KDC, Techcombank, ITA, HBC, FRT, KBC, rồi VDR, VIX, VRE, CTG, HAG, ACB, NLG, con Nam Long, VIC, HUT, HCM, IDG, IDI, TNG và cuối cùng là VCG. Thì qua cái bảng tổng sóc này thì chúng ta tổng sóc này thì chúng ta thấy là thứ nhất là nhóm ngân hàng, nhóm chứng khoán, nhóm bất động sản. Đấy, ba nhóm đấy là chính. Ngoài ra thì có hai con đạm này. Hai con đạm. Rồi nhóm thép. Đấy, thép này. Đấy, rồi vận nhóm vận tải biển. Có gồm có con HAH này và con GMDS này. Đấy. Rồi nhóm bất động sản khu công nghiệp có con ITA này. Đấy. Rồi một vài mã khác nữa. Đấy, thì dòng tiền vào mạnh những mã đấy. Tuy nhiên đây là tôi lấy xuống 100 một giao dịch 100 tỷ nhá. 100 tỷ. Đấy. Còn nếu mà cắt từ 200 tỷ trở lên ấy thì nó cũng sẽ giảm đi nhiều đấy, nó giảm đi mấy cái con không quan trọng là nó sẽ giảm đi nha. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy là tiền nó vẫn luân chuyển nhiều ở trong những cái mã như tôi nói đấy, là thứ nhất là mã bất động sản, mã ngân hàng. Ngân hàng cái vai trò trong cái giai đoạn tới tôi nghĩ ngân hàng nó vẫn sẽ có một cái vai trò lớn ở trong cái giai đoạn tới.
nên quan điểm của tôi các bạn cũng nên quan tâm bất động sản và ngân hàng. Chứng khoán thì khi mà giá trị giao dịch tăng trở lại thì nhóm chứng khoán cũng sẽ được hưởng lợi. Đấy. Đấy là những cái nhận định nhá. Ngoài ra thì như như những cái thông tin đấy về liên quan đến cái nhóm đạm ấy thì đương nhiên rồi, nó sau khi nó giảm sâu rồi nó vẫn sẽ bật tăng, mà cụ thể là hai cái con đạm, đạm Cà Mau và đạm Phú Mỹ nhá. Lý do nó bật tăng thì rất đơn giản thôi. Thứ nhất là từ đây nó giảm xuống, nó cũng đã giảm được khoảng 50% rồi đấy, giảm 50% rồi, nên cái việc năm ở đây nó có thể là đáy là bình thường. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai ấy là nó bật tăng lên là rất bình thường, bởi vì đấy giai đoạn này lương thực thực phẩm các thứ là nó cũng đang có vấn đề nên giá đạm nó cũng tăng lên thôi, đúng không? Cái thứ ba nữa là giá dầu thô nó vẫn neo cái mức cao thì cái bọn này nó vẫn được hưởng lợi đấy, liên quan đến các cái hóa chất mà nó bị gãy cái nguồn cung ứng đấy nha. Đấy thì tùy các bạn có thể lựa chọn. Tuy nhiên giai đoạn này không nên lướt đấy, mua là cứ nắm giữ, đã mua được cổ phiếu, chọn được cổ phiếu rồi là lì nha, lì. Khi thị trường này này nó quay đầu trở lại ấy, thì lúc đấy nên bán bớt, không cần phải bán hết, bán bớt lại giữ 50% tiền cho tôi. Đấy, 50% tiền khi mà nó quay đầu, thị trường quay đầu, còn chưa chắc nó đã quay đầu đâu, chưa chắc cái đường này nó đã lên đây đâu nha, có thể từ đây nó đảo luôn. Đấy, cái đấy không biết thì chúng ta nhìn thêm cái đồ thị này này, khi nào chúng ta thấy cái này nó cứ tăng dần lên đấy, tăng dần lên thì không ngại nhá. Thì ở đây này, chỗ đoạn này đang tăng lên dần lên, cái khối lượng giao dịch trung bình ở chỗ này nó đang tăng cao lên nhá, cao hơn bình thường. Đấy. Còn chỗ này thì nó cao hẳn lên thì là nó phân phối rồi. Và đấy là những cái chia sẻ hôm nay, và chúc quý vị và các bạn may mắn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau. À, nếu quý vị và các bạn có muốn nhận định về những cái mã nào thì quý vị và các bạn có thể bình luận xuống bên dưới nha. Đặt các cái câu hỏi xuống bên dưới thì tôi sẽ sẵn lòng trả lời cho quý vị và các bạn. Giai đoạn này thì nó cũng không có nhiều cái thông tin tích cực nên tôi cũng tạm thời tôi không không làm nhiều clip đấy, bởi vì nó phải cung cấp được cái gì đấy cho quý vị cơ. Còn giai đoạn này cổ phiếu, quan điểm của tôi là quý vị và các bạn thích cổ phiếu nào thì cứ mua thôi, không sợ đâu nha, cứ mua, và giai đoạn này sẽ tăng thôi. Và giai đoạn này nếu ai chưa cắt lỗ thì không nên cắt lỗ nữa. Tất nhiên đấy là những cái cổ phiếu yếu ấy thì nó cũng không tăng đâu, nó một là nó cứ lừ đừ ở đấy, nó không giảm nhưng nó cũng không tăng. Hai ấy, là có khi là nó giảm bởi vì nhiều người là bán để nhảy sang cổ phiếu khác ấy, thì làm cho nó giảm đấy, nhưng nó sẽ giảm không đáng kể nữa đấy, mà giai đoạn này cứ nhảy nhót ấy là có khi lại mất tiền nha. Đấy. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip sau, và rất cảm ơn quý vị và các bạn luôn đồng hành ủng hộ tôi trong cái giai đoạn vừa qua.